Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 9 năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức lễ tuyên dương các thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội năm 2024. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, Thượng tá Nguyễn Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc. Theo báo cáo của Ban tuyển sinh quân sự thành phố Châu Đốc, trong năm 2024, cơ quan quân sự thành phố đã phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể và trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp cho các thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các diện trường trong quân đội, cũng như tổ chức sơ tuyển, thẩm tra lý lịch, khám sức khỏe hoàn chỉnh và nộp hồ sơ đúng thời gian quy định. Kết quả, năm 2024, thành phố Châu Đốc có 10 thí sinh trúng tuyển các học viện, nhà trường, quân đội, trong đó có 7 thí sinh là học sinh và 3 dân quân. Tại lễ tuyên dương, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc đã trao giấy khen và phần quà tặng các thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội năm 2024.